Dạ vâng, em chào các bác nhé. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Đó, một mẫu xe Mazda 6. Với cái giá tiền thực sự bác là quá rẻ luôn đúng không ạ? Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho bác xem mẫu xe này. Dạ vâng, em là Mi Ô Tô, chuyên bán thuốc cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và ấn thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất ở bên em cậu nhé. Dạ vâng, nhắc đến Mazda 6 thì ai cũng biết rồi đúng không ạ? Đó, cái dòng xe này thì rất là bền bỉ luôn, form dáng đẹp quá nhá. Một mẫu xe của Nhật quá nhá. Đó, xe của Nhật thì rất là bền. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đâm đụng, không ngập nước các bác nhá. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Bên em thì luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào. Xe nó phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em nhập vào ạ. Nên các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe nhá. Và đây là cái phần nội thất của chiếc Mazda 6 đây ạ. Đó, nội thất rất đẹp luôn. Đó, trang bị túi khí này, coi nhá. Phanh ABS đầy đủ luôn. Gương kính chỉnh điện. Đó. Mẫu xe này sản xuất năm 2005 các nhá. 2005 thì đã lên điều hòa tự động auto rồi nhá, điều hòa auto rồi. Đời 2003, 2004 thì cuối 2004 thì mới có các nhá. Ừ, 2005 thì đã đây, con xe này lên điều hòa tự động rồi. Đó, Mazda 6 2005. Giá chưa tới 200 triệu các nhá. Đó, có 188 triệu thôi ạ, 188 triệu. Xe rất đẹp luôn ạ, cực kỳ đẹp luôn. Lốp láp mới cả dàn. Đó, mâm đúc này. Chờ, mâm đúc. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhá. 188 triệu, giá cả vẫn thương lượng được chút ít cho các bác nhé. Toàn bộ vân gỗ này. Ồ, đẹp chưa? Rất đẹp luôn đúng không ạ? Có vô lăng này, logo zin nguyên bản này. Giá bên em đưa ra là bao rút hồ sơ cho các bác nhé. Ồ, giá cả vẫn thương lượng được chút ít cho các bác ạ. Có tì để tay này. Các bác này. Đó, có tì để tay đầy đủ nhé. Toàn bộ táp ly rất mới này. Đó, táp ly rất đẹp luôn. Đó, nội thất đẹp quá nhá. Một cái giá sự bác là rất rẻ thôi. Xe khá chất lượng luôn ạ. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên bán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Họ phí vận chuyển các bác thêm phí cho em nhé. Còn cái giá cả bên em đưa ra là vẫn thương lượng được nhá, vẫn bớt được cho các bác. Nói chung là để các bác mua được những cái mẫu xe giá cả hợp lý nhất và chất lượng nhất các nhá. Họ mua được những con xe đẹp chất lượng thì sự bác là cũng đáng đồng tiền bát gạo. Tại vì sao là xe đẹp mà các bác nhá. Xe rất đẹp luôn. Led căng luôn. Em quay phần cốp ở đồ đằng sau cho bác xem nhé. Toàn bộ đây, lỉ này. Đó, lỉ zin đẹp mới không nhá. Xung quanh đây, lỉ này các này. Đó, lỉ nguyên bản luôn. Đó, khoang cái đồ rất là rộng luôn. Đây có vài cái chi tiết hơi bẩn một chút thôi. Đây các bác nhìn, đây là cái bụi bẩn thôi, hút bụi cái là sạch thôi. Đó. Lý liếc zin nguyên bản và cái cốp đồ của cái dòng xe Mazda 6 này đằng sau nó rất là rộng ạ. Đó. Rất là rộng luôn. Keo chỉ là zin cả xe nhá, keo chỉ zin cả xe. Toàn bộ đây, những phần vân gỗ nó mới như thế này cơ mà. Máy đại chất luôn nhá, máy đại đại chất luôn. Nói chung là máy êm thôi nhá.
Bên em kiểm tra rất là kỹ rồi. Máy nổ rất lên toàn bộ đây, điều hòa auto rồi coi nhá. Đó, điều hòa auto này coi này. Đó, điều hòa auto toàn bộ đây và bên dưới đây. Đó. Chung xe khá chất lượng luôn. Đây để em bật cái phần đèn lên cho bác xem luôn. Đèn sáng chói luôn. Đó, đèn này coi nhá. Đây để em điều hòa auto rồi. Chung là xe máy móc thì lỗ ngon nhá. Máy móc lỗ khá êm luôn. Đó, bên em đã kiểm tra và test thử rất là kỹ rồi. Máy móc nó hoạt động rất là mượt mà luôn thôi nhá. Đó, máy êm. Hầu như chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài thôi. Đó, con xe này máy nó lỗ rất là êm luôn rồi nhá. Máy lỗ êm các bạn. Khá chất lượng luôn ạ. Đó, bây giờ bắt đầu êm này. Tại vì bắt đầu lỗ lên thì con xe nào cũng vậy, nó sẽ bị òa ga một chút thôi nhá. Đó, bây giờ bắt đầu lỗ êm chưa? Các bác nghe êm ru. Đó, êm chưa? Hầu như đứng xa một chút nghe tiếng lỗ rất là bé đúng không? Hầu như không nghe tiếng lỗ luôn. Sao vâng. Đó, tổng thành xe Mazda 6 nhá, một lần nữa em ơi ô tô. Xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn lại bác video sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác.